Mẩm xin chào mọi người đã quay lại với kênh YouTube của Mẩm. Hôm nay Mẩm sẽ giới thiệu cho mọi người một món canh, đó là canh mướp nấu tôm, đậu hũ non và nấm bào ngư nha các bạn. Mẩm đã chuẩn bị nguyên liệu ở đây gồm tôm nè, đậu hũ non, mướp, nấm bào ngư và mình sẽ nêm với hành lá nha các bạn. Phần tôm này á, Mẩm là mua tôm thẻ nha. Các bạn á có thể thay tôm thẻ bằng tôm sú cũng được. Các bạn nhớ lựa tôm tươi hoặc là tôm sống nha các bạn. Đậu hũ non thì Mẹ sẽ dùng 2 miếng nè. Các bạn nếu mà thích ăn nhiều hơn thì mình có thể mua nhiều hơn nha. Ở đây Mẹ sử dụng 100g nấm bào ngư thì Mẹ đã rửa sạch và ngâm nước muối sơ rồi nha các bạn. Các bạn nhớ vệ sinh cho thật kỹ nha. Ở đây mình sử dụng 2 quả mướp do mình nấu cái bữa cơm này cho 2 người ăn. Các bạn nếu mà gia đình đông người hơn thì mình có thể sử dụng nhiều mướp hơn nha. Khi mà mình lựa mướp mình nhớ lựa trái non nha các bạn. Đậu hũ non thì ở đây mình sẽ cắt thành những phần bằng nhau cho nó vừa ăn nha. Các bạn nhẹ tay nè, tại vì đậu hũ non thì nó rất là mềm á, nên là mình nhẹ tay để cho nó tránh cái bị vỡ, cái miếng đậu hũ non nó sẽ không có đẹp nha các bạn. Phần hành lá thì mình sẽ cắt khúc nè. Phần mướp mình sẽ bào sạch vỏ, rửa sơ với nước và sau đó mình sẽ cắt thành từng khoanh tròn nha các bạn. Phần tôm thì mình cũng đã bóc vỏ sạch rồi nè. Đối với phần nấm á, thì khi mà mình rửa sạch á, thì mình sẽ xé từng miếng cho vừa ăn giống như trên hình nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành nấu nha. Thì mình sẽ cho chảo nóng nè, cho một tí dầu ăn vào. Mình sẽ cho cái phần gốc hành vào để phi cho thơm nha các bạn. Mình sẽ cho tôm vào nè, đảo đều cho cái phần tôm của mình nó chín sơ nha. Bây giờ phần tôm của mình đã vàng rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu hũ vào nha các bạn. Mình cũng đảo vừa tay thôi để tránh cái phần đậu hũ nó bị vỡ. Bây giờ mình sẽ cho nước dùng vào nha các bạn, do mình nấu 2 người ăn nên là mình sẽ cho khoảng 500ml nước. Mình đun sôi nè, khi mà nước đã sôi thì sẽ cho cái phần mướp vào nha. Mẹ sẽ nêm nếm luôn nha các bạn, thì mẹ sẽ sử dụng đường, muối và bột ngọt với tỷ lệ là vừa phải. Mọi người cứ nêm sao cho cái khẩu vị mình vừa ăn là được. Khi mà nước sôi rồi thì mình sẽ cho cái phần nấm bào ngư vào nha các bạn. Do cái nấm bào ngư này rất là nhanh chín nên là các bạn cho vào và các bạn kiểm tra cái miếng mướp của mình có độ trong suốt rồi á, thì mình sẽ cho cái phần hành lá vào và tiến hành là nhắc xuống nha các bạn. Đây bây giờ mình sẽ cho ra tô nha. Thì cái món canh này á, vừa có vị ngon của mướp nè, có vị dai của nấm và có vị ngọt của đậu hũ á, kèm theo tôm nữa. Rất là phù hợp trong bữa cơm bình dân của gia đình mình nha các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mong mọi người sẽ like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình nha.